Lan ơi anh là điệp đây em, hãy gượng dậy mà nhìn cho tận mặt. Anh đã đến đây vừa kịp lúc để tiễn đưa Lan vào thế giới muôn đời. Trời ơi Lan, Lan ơi tội tình chi em đày đọa cuộc đời. Trong tuổi xuân trong đau sầm khổ hạnh, trong khi lòng còn nặng nhớ thương. Nếu trong tìm mong em không tìm được lãng quên, thì sao em vô tình không cho anh gặp mặt?